Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thế Duy và hôm nay chúng ta lại lên sóng một cái chương trình tiếp theo. Ngồi bên mình hiện tại là bạn Nguyễn Đức Tú, bạn là giám đốc của công ty cổ phần xây dựng Laco. Các bạn thấy còn rất là trẻ và hiện tại thì bạn văn phòng bạn nằm ở quận 2 và dĩ nhiên là các cái công trình của bạn ở quận 2, quận 9, nói chung là các cái quận ở nội thành này rất là nhiều. Trước khi mà quay cái đoạn này thì bạn cũng rất là bận rộn, những cái cuộc điện thoại liên tục, bây giờ là máy điện thoại mới ốp hết để có cái cuộc trao đổi với chúng ta. Thì bây giờ các bạn sẵn sàng để giao lưu với bạn Nguyễn Đức Tú nhé. Vậy thì bạn Tú có thể cho mọi người biết sơ về bạn một chút xíu, họ tên của bạn là cụ thể là gì, và vì sao bạn có mặt ở đất Sài Gòn này, đã có vợ chưa, được mấy con, bạn có thể cho mọi người biết một chút xíu ạ. Mình tên là Nguyễn Đức Tú. Thì hiện tại mình đang ở quận 2. Thì cái duyên để lên Sài Gòn này là cũng là đi học cái nghề xây dựng. Thì mình đã học về trường kiến trúc. Và khi mình ra trường thì mình bắt đầu khởi nghiệp ở cái lĩnh vực về xây dựng nhà ở. Thì mình thấy cái lĩnh vực nhà ở này thì nó rất là tiềm năng và nó rất là hợp với cái tố chất của mình. Nên là mình thấy là rất là hợp với mình. Thì sau khi thành lập công ty và làm việc được một thời gian thì mình có lập gia đình, một người vợ được 3 năm rồi và có được một cháu hơn 2 tuổi. Rất là tuyệt vời. Vậy thì cái thông thường rất là nhiều người, dân đặc biệt là dân kiến trúc mình gặp rất là nhiều người học ra trường thì họ lại không có chọn cái con đường là xây dựng cái công ty riêng, không có ra khỏi nghiệp. Mình gặp nhiều bạn lắm, họ đang làm ở công trình này, công trình kia, công trình nọ. Mà các bạn thấy đó, đất nước Việt Nam của chúng ta mà đặc biệt là Sài Gòn này, các bạn thấy bây giờ đi đâu cũng có nhu cầu xây dựng nhà cửa rất là lớn. Vậy thì cái nguyên nhân gì, cái trăn trở gì, cái câu chuyện gì, cái quyết định gì mà bạn Tú lại là không chọn cái con đường đi làm công mà bạn lại quyết định chọn cái con đường ra mở cho mình một cái công ty xây dựng riêng? Thì cái mở cái công ty xây dựng riêng này, cái thứ nhất là mình trước khi mình ra mở công ty riêng thì mình đã đi làm thuê một thời gian, thì mình nhận ra là các công ty thì đa số nó có một cái giống nhau là nó làm sao sử dụng lao động thì không cho người ta phát triển lên được. Cái thứ hai là cái cách làm việc nó thực sự là đa số là nó chưa có tốt. Thì mình muốn mình ra mở công ty riêng để mình muốn thể hiện một cái gì đấy nó tốt hơn, nó theo cái ý của mình. Và mình luôn muốn là những cái ngôi nhà mình làm thì nó mang một cái chất lượng theo đúng như cái gì mà mình đã học. Nó là cái ấp ủ của mình ra mình xây dựng một cái doanh nghiệp riêng, mình muốn nó phát triển và mang lại giá trị cho xã hội, để phát triển cho quê hương, cho đất nước của mình. Những cái khó khăn nhất á, những cái khó khăn nhất mà hồi giờ mà bạn ra bạn khởi nghiệp á, đó là cái gì? Cái khó khăn thứ nhất á là trong cái suy nghĩ của mình trước khi ra á, là mình thứ nhất là mình còn no kinh nghiệm quá. Cái thứ hai là không biết là cái khách hàng mình lấy ở đâu, vì đa số các cái công ty mình làm á thì người ta đều xây dựng trên mối quan hệ, hay mình gọi là offline ấy. Đó là các cái mối quan hệ đấy chính là những cái người ta mang công trình về, còn mình không biết là phải làm như thế nào. Cái đấy là cái khó khăn nhất. Và khi mà thành lập doanh nghiệp thì làm sao mà điều hành cái doanh nghiệp để cho các bộ phận nhân viên nó hoạt động tốt và làm sao để cho doanh nghiệp nó phát triển được, thì cái đấy là cái đối với mình là khó nhất. Vậy thì hiện tại cái công việc hoạt động của công ty á, khách hàng đồ có ổn không? Công ty hiện giờ là đang phát triển tốt hay là đang ở dạng bình bình? Lượng khách hàng của mình thì bây giờ thì tăng lên theo từng ngày. Thì để phục vụ được khách hàng tốt nhất ấy, thì mình đang chú trọng là phát triển cái năng lực của nhân sự và phát triển cái nguồn nhân sự lên. Và cái thứ hai là cái cách quản lý của mình để làm sao mà chăm sóc được nhiều khách hàng nhất. Bởi vì bây giờ cái của mình thì khách hàng thực sự nhiều thì mình cũng chưa có phục vụ hết được. Đấy nên là mình sẽ cố gắng để từng ngày đưa cái doanh nghiệp mình phát triển lên để phục vụ khách hàng tốt hơn và phục vụ được nhiều khách hàng hơn. Bạn có thể chia sẻ thêm là cái lúc đầu mà bạn ra bạn mở công ty á, bạn có cần có vốn nhiều không ạ? Và cái cách bạn đi lên bằng cái cách nào? Cái cách của mình á, thực sự là mình ở quê lên thì mình là sinh viên mà mình cũng không có đồng nào đâu. Thì khi mà mình làm một thời gian ở công ty á, thì mình đã nhận ra được một cái
riêng cái xây dựng của mình á không cần vốn của mình á, cái vốn của mình trước khi mình làm là mình ký hợp đồng là người ta đứng cho mình 30% mình lấy vốn để bắt đầu mình làm, thì cứ mình cứ làm tới đâu là mình sẽ thanh toán tiến độ tới đấy, nên là mình không có đồng nào. Khi mà mình cảm thấy là cái nghề xây dựng này rất là hợp với mình, bởi vì mình lấy tiền của khách hàng mà mình làm ra mình tạo ra lợi nhuận cho mình, nên là cái vấn đề về vốn đối với mình thì mình không thành vấn đề, mình thấy nó rất là dễ. Tiếp theo nữa là cái một cái câu chuyện mà buồn nhất mà từ lúc mà bạn ra bạn làm kinh doanh tới giờ, đó là cái câu chuyện gì ạ? Câu chuyện mình buồn nhất đó hả? Dạ, cái câu chuyện mình buồn nhất là cái vấn đề là thứ nhất là cái lần đầu tiên á là mình đi ra mình lãnh công trình, thì cái vấn đề mình buồn nhất là do mình thiếu kinh nghiệm rất là nhiều. Mình đi học hỏi rồi mình cũng tập tành mình lãnh công trình, nhưng mà cái công trình đầu tiên á, bởi vì nó xây một cái nhà thì cũng bạn biết á, nó rất là nhiều vấn đề, nó rất là nhiều cái phải hoàn thiện trong một cái nhà. Nhưng mà chính vì cái thiếu kinh nghiệm của mình á, thì mình làm cái hợp đồng ấy, với cả với cái mình nghĩ á, so với cái suy nghĩ của chủ nhà nó khác nhau, nên là mình nghĩ mình làm cái này, nhưng mà trong quá trình làm nó phải làm thêm cái này cái kia cái kia cái kia, nhưng mà mình bỏ sức cho mình làm rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng những cái mà mình nghĩ mình sẽ được thêm tiền đó, mình sẽ tính tiền cho đấy ấy, thì mình lại không có được. Nên là khi mà quyết toán công trình ấy, thì lần đầu tiên thì mình đã chịu phải lỗ bởi vì cũng là vì thiếu kinh nghiệm. Và cái bài học của mình nhận ra ở đây là làm sao trước khi mình làm một cái gì đấy, mình phải để cho người ta biết hết, làm rõ hết tất cả những cái gì mà mình làm và cái gì mình không nên làm, và cái gì mình cái vấn đề, những cái phần hoàn thiện thì chủ nhà nó phải làm là những vấn đề nào, để cho người ta hiểu, thì khi đó cái hợp đồng rõ ràng này, thứ nhất là tránh cái xích mích, và thứ hai là tránh cái thiệt hại cho mình về sau. Cái đấy là cái bài học lớn nhất của mình. Cái mà bạn vui nhất từ đó tới giờ khi ra cái nghiệp đó là gì? Một cái câu chuyện vui, một cái câu chuyện mà làm mình rất là hạnh phúc. Thì cái câu chuyện mình làm mình hạnh phúc là đối với mình á, thì khi mà mình ra mình làm công trình thì cái vui nhất là cái lần đầu tiên mình cầm một cái số tiền về. Khi bắt đầu mình lãnh một cái công trình về mình có lời. Đối với cái công trình mình làm á, cái lời đầu tiên của mình á là cái công trình rất là nhỏ thôi. Cái công trình đấy, cái nhà nó có chừng 15m² thôi. Nó một trệt, một lầu và mái bê tông thôi. Thế thì mình làm xong cuối công trình á, tự nhiên cái mình lời được 30 triệu, cái mình cầm về nó, ủa, cuộc đời mình chưa bao giờ mình cầm được cái cục tiền là 30 triệu mà nó lớn như vậy. Đó thì bạn biết rồi, từ khi sinh viên nó ra á, thì mình làm mỗi tháng á, mình được có mấy triệu rồi. Nhưng mà khi mình làm một công trình cầm cái một cục 30 triệu thì nó cảm giác nó rất là lớn. Bạn biết là cái khoảng thời gian đấy là cách đây khoảng gần 10 năm rồi đó. Thì bạn biết là cái số tiền đối với mình, cái đối với mọi người, cái khoản chi phí sinh hoạt cái thời đấy thì bạn biết là nó lớn như thế nào, nên mình rất là vui, rất là tuyệt vời. Lúc đấy là mình cầm về là mình báo cho mẹ mình liền, thế mình mẹ đây là thành quả của con, thế là lấy ra cho mẹ luôn, thế là mình cảm giác là mình có một cái gì đấy mình đền đáp cho ba mẹ mình. Đấy là cái lần đầu tiên mà mình cảm thấy lúc đấy mình rất là năng lượng mà mình muốn theo cái nghề xây dựng này để mình làm cho nó tốt hơn. Cái công trình mà hiện tại lớn nhất mà bạn làm là cái công trình nào ạ? Nó bao nhiêu tấm, hoặc là nó bao nhiêu mét vuông, hoặc là như thế nào, bạn có thể chia sẻ. Cái công trình của mình á là cái công trình lớn nhất mà mình làm á, là nó nằm ở trên 95 bit đường Võ Thị Sáu. Cái công trình đấy là 7 tầng. 7 tầng. 7 tầng là gồm có thêm một tầng hầm nữa. Nó là một cái showroom triển lãm các cái loại xe đạp, cái xe đạp Martin, các cái loại xe đạp mà dùng xe đua đó. Thì cái đấy là cái lớn nhất mà mình đã làm được. Rất là tuyệt vời. Vậy thì nếu mà bây giờ mà mọi người mà có nhu cầu xây dựng nhà và mà mọi người xem video này và mọi người biết về bạn Tú thì mọi người phải liên hệ như thế nào? Mọi người muốn biết về mình á, thì thứ nhất về trang web thì mọi người lên bấm là xây nhà phố trọn gói, hoặc bấm xây dựng Laco là mọi người có thể thấy cái trang web của công ty mình. Còn muốn liên hệ với mình thì các bạn sẽ tìm số hotline trên cái trang web, và đọc cái số hotline mình đọc luôn cho các bạn, có thể các bạn nhanh tay các bạn ghi lại là 0909 311 244 cho mình gặp anh Tú. Đấy là số của mình hay dùng nhất.
các bạn có thể liên hệ các bạn qua Facebook đúng không ạ? Được, có liên hệ với mình qua Facebook là các bạn chỉ cần bấm tên là Nguyễn Đức Tú có dấu. Qua Zalo các thứ thì đều bấm Nguyễn Đức Tú thì sẽ hiện hình của mình ra. Cái khó khăn nhất của một người mà hiện tại muốn xây nhà đó là cái mà làm cho họ rất đó nhất là cái giấy phép đồ này kia đó, giấy phép xây dựng, giấy phép hoàn công rồi đó, thì cái mà làm cho mọi người lo lắng nhất thì bạn Tú như thế nào? Thì hầu hết mọi người xây nhà đều xây một lần trong đời, đấy là đa số. Bởi vì như thế này, cái thủ tục pháp lý thì hầu hết mọi người ấy là chưa bao giờ làm. Thì đối với mọi người chưa bao giờ làm thì mọi người thấy rất là khó, nhưng mà đối với công ty mình ấy, cái đấy mình làm hàng ngày, nên là tất cả những cái vấn đề về xin phép và hoàn công ấy, thì mọi người được mình tư vấn cho rất là kỹ càng. Bởi vì đối với mình thì nó rất là đơn giản, các cái thủ tục pháp lý đấy thì những cái quy định nó thay đổi thì mình luôn cập nhật để mình tư vấn cho khách hàng tốt nhất. Nên là những cái vấn đề đấy thì các bạn khi liên hệ với mình thì mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu, thì các bạn thấy nó rất là dễ dàng, nên là các bạn không phải lo vấn đề xin phép và hoàn công nữa. Vâng, cảm ơn bạn Tú rất là nhiều đã chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình và sơ về cái công ty của mình. Gặp các bạn lại sau. Chào các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.